Anh lính này đang cố gắng giải quyết một vấn đề to lớn thì bỗng từ bên dưới xuất hiện một bàn tay chụp lấy anh ta. Lấy hết can đảm, anh nhờ một đồng đội nữ vào kiểm tra giúp mình. Cô ấy vừa cúi sát người xuống thì lần này không chỉ một bàn tay mà là một người đàn ông xuất hiện. Họ nhanh chóng mang ông ấy ra ngoài, nhưng rồi phát hiện trên người ông ấy chẳng chịt những vết cắt và nó đang bị nhiễm trùng rất nặng. Người đàn ông bỏ mạng ngay sau đó. Là ai đã ra tay hành hạ ông ấy một cách tàn độc như vậy? Và những người lính này đang làm gì ở giữa vùng hoang mạc rộng lớn như thế này? Cùng mình vào ngay bộ phim ngày hôm nay nhé, Ngọn Đồi Có Mắt phần 2. Cảnh báo: video tóm tắt có tiết lộ nội dung và tình tiết phim. Một người phụ nữ đang bị giam cầm và chuẩn bị sinh ra một đứa trẻ đột biến. Nhưng đứa bé vừa chào đời vì yếu ớt mà đã không thể sống được. Papa Hades, thủ lĩnh của tộc người đột biến, đã tức giận và giết chết người phụ nữ đó. Sau các sự kiện đã xảy ra ở phần 1 được 2 tuần, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã cử một đội quân đến vùng sa mạc New Mexico đó, cụ thể hơn là Sector 16 để kiểm tra. Quân đội đến và cố gắng tiêu diệt hết phần còn lại của gia tộc đột biến kia. Đại tá Redding cùng bộ ba nhà khoa học hiện đang làm việc tại khu vực này để lắp đặt hệ thống giám sát. Han và Winston đang nói chuyện với nhau thì bỗng Winston không liên lạc được với đồng nghiệp của mình nữa vì Han đã bị tấn công. Foster thì đang ở bên ngoài kiểm tra địa chất. Bất ngờ anh nhìn thấy một người đột biến tên Hansen đang nhai ngấu nghiến một con rắn ở gần đó. Gã đột biến cố gắng ra hiệu cho anh ấy hãy chạy đi nhưng quá muộn. Lê xuất hiện từ phía sau và bổ một nhát vào đầu với cây rìu trên tay. Hansen hét lên và làm cho đại tá Redding chú ý, nhưng chưa kịp định thần thì lại tiếp tục bị Lệch đánh lén. Hắn xiên ông ấy rồi nhấc lên ném xuống phía bên dưới. Sau đó, một nhóm vệ binh quốc gia đang được huấn luyện bởi trung sĩ Sage được cử đến đây để vận chuyển thiết bị quan trọng cho các nhà khoa học. Họ đến nơi và thấy căn cứ nơi đây đã bị bỏ hoang. Cả nhóm sau đó nhận được một cuộc gọi cầu cứu từ bộ đàm. Có vẻ như người gặp nạn đang dùng hết sức ra hiệu từ phía trên cao, chỗ những vách núi. Cả đội lên đường ứng cứu, còn lại Napoleon và Amber. Hai người ở lại canh gác, giữ đồ đạc và cố gắng gọi về trạm chỉ huy. Trên đường đi, Mickey không may rớt vào một cái hố, đồng đội đã kịp thời kéo anh ấy lên. Sage kiểm tra thử và đoán cái hố này cũng sâu phải chừng 20-30 mét. Mickey bị bong gân ở chân nên được chỉ huy cho phép quay về căn cứ. Bên phía này, Napoleon đang đi vệ sinh thì bất ngờ có một bàn tay từ bên dưới đưa lên làm cho anh điếng hồn. Amber chạy đến kiểm tra, vừa đưa mặt sát xuống thì lần này không phải một bàn tay mà là một người đàn ông. Đó là Wilson, một nhà khoa học ở đầu phim. Hai người đưa ông ấy ra ngoài và phát hiện trên người có chẳng chịt những vết cắt. Những vết cắt này đã làm ông ấy bị nhiễm trùng nặng do ở dưới hố xí quá lâu. Wilson đã chết ngay sau đó. Trong lúc hai người họ đang lau rửa lại vết bẩn thì chiếc xe của cả đội bị phát nổ. Súng ống cũng đã bị trộm mất. Amber muốn báo cáo việc này cho Sage nhưng không dùng được bộ đàm vì liên tục bị nhiễu sóng. Cô quyết định đi tìm họ, Napoleon sẽ ở lại canh gác. Đang đi giữa chừng, cô ấy nghe thấy nhiều âm thanh kỳ lạ như đang bị ai đó theo dõi. Quá sợ hãi, quay lại kêu tên Napoleon thì bị một tên đột biến tấn công từ phía sau. Hắn định bắt cô đi nhưng với những kỹ năng của mình, Amber chống trả rất quyết liệt. Mickey ngay lúc đó đang đi về căn cứ đã nhìn thấy và cứu đồng đội. Tên đột biến chỉ bị thương và hắn nhanh chân chui vào một cái hố gần đó tẩu thoát. Hắn đợi Mickey sơ hở và tấn công ngược lại, túm lấy chân anh ấy và lôi xuống hố. Dù Napoleon đã chạy đến cùng Amber kéo đồng đội ra nhưng tên đột biến quá khỏe, họ phải bất lực nhìn Mickey bị lôi đi. Quay lại chỗ những vách đá, tên Lệch cũng bắt đầu đánh lén những người lính. Peter trong lúc nổ súng về phía hắn đã vô tình bắn trúng chỉ huy của mình. Napoleon và Amber cũng đã lên đến nơi và hội quân với đồng đội của mình. Họ quyết định mang Sage về lại căn cứ. Peter xung phong vác chỉ huy xuống. Những đồng đội phía bên trên đang cố gắng giữ dây để đưa hai người từ từ xuống dưới. Bất ngờ sợi dây bị tuột ra và hai người họ đã bỏ mạng. Tuy nhiên khi nhìn lại thì sợi dây đã bị ai đó cắt đứt. Cả đội đành phải quay lại nhiệm vụ ban đầu, đi tìm người đã cầu cứu họ. Một lúc sau, họ đã tìm được, đó là đại tá Redding, nhưng ông ấy cũng đã rất yếu. Redding cảnh báo họ về những tên đột biến man rợ, chúng sẽ giết hết tất cả, trừ lại phụ nữ để sinh con. Đi để thoát khỏi vùng sa mạc này, đó là đi xuyên qua một khu hầm mỏ cũ. Nhưng đó cũng là nơi bọn chúng sinh sống. Redding sau đó đã tự sát. Cả một bầu không khí lo sợ bao trùm một đoàn lính. Missy và Amber đang ngồi tâm sự với nhau. Tên Stabber đang núp ở phía sau, chờ thời cơ nhảy ra tấn công họ. Nhưng đó chỉ là cái bẫy. Tên sát nhân đầu tiên đã được cả nhóm tiêu diệt. Lấy lại được chút tự tin, điều đó cũng đã làm cho Missy bị mất cảnh giác. Cô đã bị Chameleon bắt đi. Những người còn lại quyết định sẽ đi giải cứu Missy. Họ bắt đầu tiến sâu vào hang động, nhưng Tham quá sợ và quyết định ở lại. Đây chắc chắn là quyết định sai lầm nhất cuộc đời anh. Vì ngay sau đó, Tham lập tức bị truy đuổi. Dù cho anh cố gắng trèo qua những vách đá để lẩn trốn nhưng đã bị Lệch tóm được, xin một cánh tay, dùng nó chào tạm biệt với anh. Phía bên dưới hang động, tất cả đang mò mẫn trong đây thì bất ngờ, Amber và Napoleon bị rơi xuống một cái hố. Crank và Denma phía bên trên cố gắng tìm cách để kéo đồng đội lên nhưng không được. Họ buộc phải tìm lối khác, hai người bên dưới cũng nhìn thấy một lối đi và men theo nó. Còn về Missy, cô bị Chameleon đưa về một căn phòng. Hắn định giở trò với cô nhưng Missy chống trả lại, cắn đứt lưỡi của hắn.
Papa Hades đi vào, thấy con trai muốn nẫng tay trên của mình nên tức giận cho Chameleon một trận và đuổi đi. Sau đó, hắn quay sang Missy và khống chế cô. Con cẩn thận đóng cửa lại trước khi giở trò. Chameleon bị đuổi ra ngoài, bắt gặp Amber và Napoleon ở gần đó. Liền nhảy ra tấn công, Napoleon liền nổ súng, nhưng súng chỉ còn một viên đạn. Hắn hất văng anh và khống chế Amber. Amber vùng vẫy xin hắn một con mắt trước khi Napoleon nắn lại đầu của hắn bằng cục đá lớn. Chưa hết hoảng loạn thì một tên nữa xuất hiện, nhưng hắn bị mù, chỉ có thể đánh hơi và nghe âm thanh. Hai người họ đang không biết phải làm gì thì được gã đột biến Hansen giúp đỡ, kéo vào một căn phòng và lẩn trốn. Crank và Denma đã xuống tới, nhìn thấy xác của Chameleon thì bất ngờ, Denma bị dính đạn lạc do tên đột biến mù kia bắn ra. Crank lập tức xả đạn giết chết hắn, rồi tất cả bốn người đã gặp lại nhau. Hansen nói sẽ dẫn họ thoát khỏi đây. Cả nhóm đi ngang qua một căn phòng chứa rất nhiều đồ đạc của những nạn nhân trước đó. Tiếp theo là một căn phòng với nhiều bộ phận cơ thể người, có cả xác của những người đồng đội xấu số. Gần đến lối ra thì Denma bất ngờ đổ gục xuống. Anh ấy bị mất máu quá nhiều vì vết thương ban nãy. Amber lúc này mới quyết định không thể bỏ rơi Missy, nhưng Crank thì không muốn vì cho rằng cô ấy cũng đã bỏ mạng như những người. Giờ đây chia thành hai nhóm, Amber và Napoleon đi vào trong. Còn Crank cố gắng phá cánh cửa để thoát thân. Anh ấy tìm thấy một thùng thuốc nổ, nảy ra ý định sẽ cho nổ tung nơi này. Thế là anh ấy mang nó ra ngoài, nhưng vô tình làm cho chốt nổ rơi xuống dưới. Vậy là cuộc đời anh ấy nở tươi như hoa. Hai người còn lại đụng độ với Lệch, vẫn là công thức cũ. Sát nhân đánh Napoleon trước, rồi quay sang hốt Amber. Napoleon tỉnh dậy, tấn công phía sau lưng sát nhân. Nhưng lần này, người tung đòn kết liễu là Amber. Tiếp tục đi sâu vào bên trong, họ đã tìm thấy Missy. Amber nhanh trí dùng điện thoại để tạo ra tiếng động đánh lạc hướng Papa Hades, sau đó chạy vào cởi trói cho Missy. Nhưng tên sát nhân đã phát hiện ra và nhanh chóng quay trở về. Tên này thật sự rất khỏe. Amber dùng viên đạn mà mình để dành bắn một phát sực qua đầu hắn nhưng vẫn không hề hấn gì. Hắn nhấc bổng cô lên và chuẩn bị bóp chết thì Napoleon từ phía sau dùng một cây giáo đâm xuyên người hắn. Những tưởng đã kết thúc thì hắn bất ngờ tóm lấy chân của Missy. Napoleon tiếp tục lấy một cây rìu bổ xuống tay hắn. Trước khi hắn với lấy được con dao gần đó, rồi Missy bồi thêm nhiều nhát búa, không cho con chim non hót nữa. Cuối cùng là Napoleon kết liễu tên thủ lĩnh bằng lưỡi lê. Ba người sống sót dìu nhau ra khỏi đó, nhưng tất cả mọi thứ đều đã được quan sát bởi một kẻ bí ẩn khác. Bộ phim đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem đến cuối video. Xin chào và hẹn gặp lại!